Cuộc đọ sức giữa U23 Thái Lan với U23 Campuchia có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng A, qua đó xác định vé trực tiếp duy nhất và bán kết giải U23 Đông Nam Á 2023. Theo điều lệ, chỉ đội đứng nhất bảng mới chắc suất và bán kết. Đội đứng nhì phải so sánh với đội đứng nhì ở hai bảng còn lại để tranh một suất đi tiếp duy nhất vào vòng đấu loại trực tiếp. Vì thế, việc hơn kém nhau hai điểm trên bảng xếp hạng đẩy U23 Thái Lan và U23 Campuchia vào thế phải quyết chiến lẫn nhau để giành ngôi đầu bảng A, qua đó cầm tấm vé trực tiếp vào bán kết. Với U23 Thái Lan, đội chủ nhà chỉ cần hòa là đi tiếp. Nhưng với U23 Campuchia, đội bóng xứ chùa tháp buộc phải giành trọn 3 điểm mới chắc chắn nhất bảng. Đó là nhiệm vụ hết sức nặng nề với đoàn quân của ông Gonzalez khi thiên thời địa lợi nhân hòa đang ủng hộ chủ nhà. Cụ thể, U23 Campuchia không chỉ phải đối diện với sức ép từ khán giả chủ nhà, họ còn bị đánh giá giới cơ về chuyên môn so với U23 Thái Lan trong cuộc đối đầu này. Sau hai trận gia quân, U23 Thái Lan toàn thắng, có được 6 điểm và không để thủng lưới bàn nào. Bỏ qua chiến thắng U23 Brunei bởi đội bóng này quá yếu, thước đo để đánh giá sức mạnh của U23 Thái Lan chính là trận thắng U23 Myanmar. Đội chủ nhà đã thể hiện sự vượt trội hơn hẳn so với đối thủ bằng một thế trận áp đảo hoàn toàn, không cho đối phương cơ hội để có thể tiếp cận khung thành đội nhà. So với về mặt trình độ, U23 Campuchia cũng chỉ ngang ngửa U23 Myanmar. Cách tổ chức trận đấu của U23 Campuchia không phải quá chặt chẽ. Họ thường để lộ ra những khoảng trống lớn trong hàng thủ để đối phương khai thác. Nếu các chân sút sắc sảo hơn, U23 Myanmar đã có thể ghi ít nhất 3 bàn thắng chứ không phải chịu một kết quả hòa thất vọng. Nếu hình ảnh ấy tiếp tục lặp lại trước U23 Thái Lan, U23 Campuchia sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Bởi khả năng săn bàn của đội chủ nhà nhạy bén và tinh tế hơn. Nhìn chung, U23 Thái Lan được đánh giá vượt trội hơn hẳn nên sẽ giành chiến thắng để thẳng tiến vào bán kết. U23 Thái Lan đang tạm thời đứng đầu bảng với 6 điểm, trong khi U23 Campuchia có được 4 điểm. Nếu U23 Campuchia giành chiến thắng, họ sẽ vượt qua U23 Thái Lan để giành vị trí đầu bảng. U23 Thái Lan đang có đội hình chất lượng, kinh nghiệm thi đấu và lợi thế sân nhà. U23 Thái Lan cũng đang được xem là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch U23 Đông Nam Á năm nay. Kết quả trận đấu này có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội. U23 Thái Lan nếu giành chiến thắng sẽ kết thúc vòng bảng với 9 điểm. U23 Campuchia rất có thể sẽ nhận thất bại bởi U23 Thái Lan hơn họ về đẳng cấp. Nếu thua, U23 Campuchia sẽ phải cạnh tranh vé đi tiếp theo cách khác. Đó là họ phải trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Campuchia được xem là trận chung kết của bảng A vì cả hai đội đang cạnh tranh cho vị trí đầu bảng và tấm vé vào bán kết. Từ những phân tích trên chúng tôi dự đoán U23 Thái Lan thắng 2-0. Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Campuchia sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 21 tháng 8. Theo bạn đội bóng nào sẽ giành chiến thắng và đoạt vé vào bán kết U23 Đông Nam Á 2023?